Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Chúc anh chị có một kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đón Xuân Quý Mão thật là hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp và an lành bên người thân và gia đình. Chắc hẳn phần lớn nhà đầu tư trên thị trường trong giai đoạn vừa qua đều đem về những khoản lợi nhuận khi mà thị trường nó có những phiên nó hồi phục rất tích cực trong thời gian vừa qua. Kể từ đầu tháng 1 năm 2023 theo lịch dương thì thị trường sau những cái nhịp test từ hồi đầu tháng 12 năm 2022 thì thị trường nó tiếp tục là những phiên tăng tương đối mạnh mẽ, và đến phiên ngày hôm nay thị trường nó đóng cửa ở mức điểm 1.108,08 điểm, tương ứng với mức tăng 0,89%, và đây là một cái mức tăng tương đối tích cực ở phiên ngày hôm nay sau khi có những cái nhịp nó rung lắc trong phiên. Rồi cái áp lực đáo hạn phái sinh ở phiên ngày hôm nay đã khiến cho thị trường nó rung lắc khá là mạnh. Có nhiều lúc thị trường nó là đỏ cơ và giảm về cái vùng 1.094 điểm. Nhưng mà đến cuối phiên với cái tác động kéo lên từ những cổ phiếu trụ như thằng Vietcombank, như BID, như Masan, như Vingroup hay ACB hay CTG đã giúp cho thị trường phiên ngày hôm nay đóng cửa nó tăng gần 1%. Dưới ở chiều ngược lại thì chỉ có thằng Hòa Phát và thằng Vinhome thì nó kéo thị trường đi xuống thôi, sau cái thông tin mà Hòa Phát báo lỗ kỷ lục hơn 2.000 tỷ đồng trong quý 4 năm 2022, khiến cho cổ phiếu này hôm nay cũng bị bán, đem ra bán vì cái lo ngại của nhà đầu tư về cái tình hình tăng trưởng của Hòa Phát. Nhưng mà anh chị em có thể thấy những cổ phiếu này trong thời gian vừa qua nó tăng tương đối mạnh mẽ rồi, nên nó xảy ra một vài phiên chỉnh là chuyện bình thường, chúng ta có thể dễ hiểu trong thời gian gần đây cũng như ở trong phiên hôm nay, đúng không anh chị em? Thì trong phiên ngày hôm nay nước ngoài tiếp tục mua khá là mạnh với tiếp tục là 800 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, và tiếp tục là tập trung vào những cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán này, những cổ phiếu như Vingroup này, hay ngân hàng như CTG này, hay Vietcombank này, hay Masan, và rất nhiều các cổ phiếu trên thị trường ở nước ngoài đang tập trung mua khá là mạnh. Chỉ có thằng Hòa Phát và thằng Đức Giang hay PNG là bị nước ngoài bán ra thôi, bị bán ra mạnh thôi. Còn lại thì cái xu hướng mua dòng của nước ngoài tham gia mua vào đối với những doanh nghiệp, đối với những cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang diễn ra rất tích cực trong những phiên gần đây, trong thời gian vừa qua anh chị em nhé. Thì trong phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta trên sàn HSX có 617 triệu cổ phiếu được giao dịch, tính cả số lượng giao dịch thỏa thuận với giá trị là khoảng 11.700 tỷ đồng. Trong đó thì có 294 cổ phiếu nó tăng điểm và có 119 cổ phiếu nó giảm điểm. Thì trong số 294 cổ phiếu nó tăng điểm này vẫn tiếp tục là rất nhiều cổ phiếu, đặc biệt là dòng chứng khoán cũng như là dòng ngân hàng, nó đã giúp cho thị trường tiếp tục tạo nên cái xu hướng tích cực ở phiên ngày hôm nay, ở phiên cuối năm Nhâm Dần. Dòng tiền lan rộng ra các nhóm cổ phiếu phía sau, nó đi theo sau. Ví dụ những cổ phiếu như TTF này hay SGF này và một vài cổ phiếu penny đã tiếp tục được thị trường tạo nên cái sự hưng phấn và tăng rất mạnh. Và đặc biệt phải kể đến đó là nhóm dòng than vật liệu xây dựng thì tiếp tục là những phiên nó tăng rất là mạnh trong thời gian gần đây, anh chị em thấy không? Ví dụ như thằng TVD này, nó tăng trần hai phiên liên tiếp và nó tăng lén lút thôi. Gần như anh chị em rất ít người mua được những cổ phiếu này trong thời gian vừa qua, đúng không anh chị em? Quay trở lại câu chuyện về thị trường của chúng ta trong phiên cuối năm, thị trường nó liên tục là những phiên kéo dướn đi lên như phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay, nhưng mà nhiều cổ phiếu thì nó đã bắt đầu có những cái tín hiệu nó điều chỉnh, nó giảm nhẹ. Thì nhiều anh chị em đặt ra cái câu hỏi là liệu sang năm Quý Mão thứ sáu tuần sau, một tuần nữa chúng ta lại gặp nhau, thì thứ sáu tuần sau là mở phiên, mở bát khai xuân thị trường chứng khoán Việt Nam năm Quý Mão. Thì nhiều anh chị em đặt ra cái câu hỏi là ôi, thời gian vừa qua anh lỡ anh bán mất cổ phiếu rồi, bây giờ còn cầm rất ít cổ phiếu thôi, mấy hôm gần đây ngồi ngoài rất xót ruột, rất khó chịu, thì bây giờ em Quang có cái ý tưởng nào cho năm tới hay không, có cổ phiếu nào chuẩn bị tham gia được hay không, cho anh cái ý tưởng để anh tham gia để mua cổ phiếu đem về lợi nhuận trong thời gian tới. Đối với cái kịch bản này của thị trường chứng khoán của chúng ta liên tục là những phiên kéo dướn đi lên như phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay, còn rất ít cổ phiếu mà chúng ta có thể mua mới để đem về ngay những khoản lợi nhuận nhanh chóng được, mà nhiều cổ phiếu nó bắt đầu bước vào một cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn. Ví dụ như những cổ phiếu như Đích, như Shell, như Đất Xanh thì nó bắt đầu bước vào một cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn, hay những cổ phiếu như PVC hay là PVS sau một phiên tăng mạnh, hai phiên tăng mạnh thì nó cũng đã bắt đầu nó chững lại,
hay như những cổ phiếu như PLX này hay LCG này, hay kể cả những cổ phiếu như CTS sau khi gặp những vùng chỉnh, vùng cản kháng cự khá là mạnh hồi đầu tháng 12 và chưa vượt qua ngay được, hay những cổ phiếu như EDI này hay FCN này, anh chị em để ý sẽ thấy rất nhiều các cổ phiếu nó bắt đầu nó chững lại ở phiên cuối năm, và với cái thị trường nó tiếp tục nó kéo lên chủ yếu là đến từ những cổ phiếu trụ ở trong phiên ngày hôm nay thôi. Còn lại những cổ phiếu như dòng đầu tư công, như dòng dầu khí hay là dòng bất động sản thì nó đã có những cái dấu hiệu nó chững lại sau khi gặp vùng cản khá là mạnh hồi tháng 10. Những cổ phiếu đầu tư công thì nó bắt đầu nó gặp vùng cản hồi tháng 10. Còn lại những cổ phiếu như bất động sản thì nó gặp vùng cản hồi giữa tháng 12 và nó chưa vượt lên ngay được. Thì nhiều anh chị em đặt ra câu hỏi là liệu những cổ phiếu này trong thời gian tới nếu như nó chỉnh thêm có cơ hội để tham gia hay không? Thì quan trọng là chúng ta cần ưu tiên đến nhóm cổ phiếu nào, nhóm nào nó đang mạnh hơn thị trường, nhóm nào nó yếu hơn thị trường. Rồi sau đó chúng ta sẽ xếp thứ tự ưu tiên từng nhóm một. Và sau khi chọn được nhóm cổ phiếu thì chúng ta sẽ ưu tiên là cổ phiếu nào trong nhóm đó nó khỏe nhất ở trong dòng đó. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm được cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường trong thời gian tới, trong xuân Quý Mão. Thì thị trường tuy là nó kéo dướn đi lên nhờ những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu như Vietcombank, CTG hay là Masan hay một vài cổ phiếu khác, thì anh chị em có thể để ý ở phiên ngày hôm nay, những cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua nó tăng rất mạnh thì phiên ngày hôm qua cũng như là phiên ngày hôm nay nó bắt đầu nó đi vào cái xu hướng, một cái nhịp sideways trong ngắn hạn. Thì nếu như thời gian tới thị trường nó tiếp tục nó tích cực thì rất có thể những nhóm này nó sẽ tiếp tục nó tăng rất mạnh trong thời gian tới. Anh chị em để ý trong thời gian vừa qua, rất nhiều cổ phiếu trên thị trường nó chỉ cần tái tích lũy khoảng 1, 2, 3 phiên thôi và sau đó nó tiếp tục nó tăng rất mạnh. Cụ thể đó là nhóm dòng đầu tư công, nhóm dòng dầu khí cũng như là một số cổ phiếu thuộc nhóm dòng bất động sản và các cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán. Anh chị em để ý sẽ có rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể follow để thời gian tới tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư đem về những khoản lợi nhuận trong đầu năm Quý Mão anh chị em nhé. Thì đi vào phân tích một số nhóm cổ phiếu mà anh chị em có thể ưu tiên để tham gia đầu tư trong thời gian tới, đó có thể kể đến đó là những cổ phiếu như FCN thuộc dòng đầu tư công. Anh chị em để ý sẽ thấy trong những phiên gần đây, cổ phiếu này sau khi nó tiến tới vùng cản kháng cự hồi tháng 10 năm 2022 thì nó đã bắt đầu có những cái dấu hiệu nó chững lại ở quanh vùng giá 11.5, 11.4. Thì đến phiên ngày hôm nay cũng là phiên thứ hai cổ phiếu nó chững lại. Thì nếu như thời gian tới nó chỉ cần nó test về cái vùng 11.1, về vùng EMA 9 ngày, anh chị em có thể xem xét để mua giải lệnh khi cổ phiếu nó rũ đầu phiên ở những ngày đầu xuân năm Quý Mão về vùng 11, 11.1. Đối với những cổ phiếu nó leader thị trường, những cổ phiếu như FCN, khi thị trường nó vẫn tiếp tục cái xu hướng đi lên thì chúng ta đã có cái điều kiện cần, thì cái điều kiện đủ là những cổ phiếu này nó chỉnh về cái vùng 11. Đối với những anh chị em mà chưa có hàng hay kể cả những anh chị em mà đang có hàng, đang có sẵn những cổ phiếu này, chúng ta đang tìm kiếm những thời điểm để tham gia, để mua thêm thì hoàn toàn có thể mua thêm những cổ phiếu như FCN hay kể cả những cổ phiếu như KSB. Thì KSB hôm nay nó đã có những cái nhịp chỉnh nó test về, chưa tuy là chưa về cái vùng EMA 9 ngày nhưng mà cuối phiên nó cũng được kéo khá là mạnh đi lên và nó tăng 2,68%. Tuy là hôm nay nó tăng nhưng mà nó cũng chuẩn bị nó tiếp cận cái vùng cản hồi tháng 9. Thì đây nhìn chung cũng là cái vùng cản khá là mạnh đối với những cổ phiếu như KSB. Thì những cổ phiếu này nếu như mà mua thêm ý, thì sẽ cần một vài phiên nó chỉnh khá là mạnh, nó rũ mạnh thì chúng ta mới xem xét chúng ta mua thêm được. Còn những cổ phiếu như KSB nhìn chung là những cổ phiếu nó mạnh nhất dòng đầu tư công rồi. Những anh chị em mà mua hồi đầu cuối tháng 12, đến nay chúng ta vẫn đã có những khoản lợi nhuận khoảng 40% rồi. Thì đây là những cái khoản lợi nhuận khá là lớn trong cái giai đoạn sideways của thị trường ở thời gian vừa qua, trong cái giai đoạn hồi phục của thị trường trong thời gian vừa qua, và tạo nên cho rất nhiều nhà đầu tư cái khoản lợi nhuận khá là lớn trong thời gian vừa qua, đúng không anh chị em? Ngoài ra thì còn có thằng VCG cũng vậy, nó cũng sinh ra những cái khoản lợi nhuận khá là lớn. Nhưng mà những cổ phiếu này thì cái nền giá của nó không rõ ràng như là thằng KSB anh chị em nhé. Những cổ phiếu như thằng VCG nó không sinh ra được cái khoản lợi nhuận lớn như là thằng KSB đâu. Thằng KSB thì vẫn là những cổ phiếu leader của dòng
cũng như là leader của thị trường trong thời gian vừa qua rồi. Song song cùng với là thằng FCN thì nó cũng tạo ra cho những cho anh chị em những khoản lợi nhuận khá là lớn trong thời gian vừa qua, và cùng theo đó là thằng HHV anh chị em sẽ đấy, những khoản lợi nhuận sinh ra trong thời gian vừa qua cũng loanh quanh khoảng 40%. Thì thằng KSB và thằng HHV là một trong những cổ phiếu leader của dòng và thị trường trong thời gian vừa qua. Thì ở thời điểm hiện tại để mua mới những cổ phiếu này nhìn chung là khá là khó. Chúng ta có thể xem xét mua những cổ phiếu phía sau, những cổ phiếu như EDI khi nó đang có những cái nhịp nó rũ, nó test lại sau khi gặp vùng cản hồi tháng 10, thì anh chị em xem xét mua những cổ phiếu phía sau khi thị trường nó còn tích cực, những cổ phiếu như EDI, những cổ phiếu như FCN hay một vài cổ phiếu khác cùng dòng đầu tư công, thì anh chị em có thể chú ý đến những cổ phiếu này. Đây là những cổ phiếu nó mạnh nhất trên thị trường. Ngoài dòng đầu tư công này, anh chị em có thể theo dõi đến nhóm dòng cổ phiếu nào trong thời gian tới, có thể kể đến đó là dòng bất động sản. Khi những cổ phiếu này hiện tại sau hai phiên tăng mạnh, phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm kia, thì nó gặp ngay cái vùng cản hồi tháng 12, có cái dấu hiệu nó chững lại một vài phiên, thì những cổ phiếu này hiện tại tính đến phiên ngày hôm nay thì đó là những cổ phiếu nó yếu hơn thị trường chút. Nhưng nếu như sang đầu năm mới những cổ phiếu này nó rút chân, nó đi lên tiếp tục tăng mạnh, thì anh chị em có thể xem xét mua, tiếp tục mua những cổ phiếu như đích, như thằng đất xanh. Thì hai cổ phiếu này thì phiên ngày hôm nay nó có những dấu hiệu nó chững lại, nhưng mà anh chị em có thể để ý là thanh khoản của nó không quá lớn. Nếu như mà phiên tới nó chỉ cần nó test về vùng 13.5, anh chị em có thể xem xét để mua dần, tiếp tục mua thêm những cổ phiếu như đất xanh, như đích, hay kể cả những cổ phiếu sale. Thì những cổ phiếu này thì thời gian vừa qua tính đầu cơ của những cổ phiếu này nó khá là cao. Thì quan trọng là thời gian tới nó có cái cơ hội để cho chúng ta tham gia đầu tư hay không thôi. Thì khi nào nó có thêm những tín hiệu để chúng ta tiếp tục tham gia thì em sẽ gửi đến anh chị em. Có thể là hai phiên nữa, có thể là phiên đầu tuần sau phiên khai xuân, Xuân Quý Mão, thì phiên đầu tuần phiên thứ hai trong tuần sau nữa có thể sẽ có cái cơ hội để anh chị em tiếp tục tham gia mua những cổ phiếu này, thì lúc đó em sẽ gửi đến anh chị em. Quan trọng nó không bị bán tháo, thị trường còn tiếp tục cái xu hướng đi lên, thì chúng ta có thể tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm những cái cơ hội để tham gia đầu tư. Vì sao em lại không khuyến nghị anh chị em mua cổ phiếu ở phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay, và chỉ có hôm nay thì em chỉ có mua thằng PNG thôi, khi nó đã xây được một cái nền giá, một cái mẫu hình, một cái xu hướng đi lên khá là đẹp, gần như là một trong những cổ phiếu có cái nền giá đẹp nhất trên thị trường trong giai đoạn gần đây. Thì hôm nay em cũng có khuyến nghị anh chị em mua ở quanh vùng giá 88, 88.2, thì đến cuối phiên nó cũng nhích lên được một chút, rất có thể sang đầu năm Quý Mão cổ phiếu này nó sẽ có một cái con sóng nó đi lên và ít nhất là tiến tới vùng giá 95, sẽ sinh ra những cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn cho anh chị em trong thời gian tới. Anh ngoài ra thì còn rất nhiều các cổ phiếu khác, ví dụ như dòng bất động sản khu công nghiệp, những cổ phiếu như thằng KSB thì thời gian vừa qua nó cũng xây được một cái nền giá ngắn hạn. Khi cổ phiếu này nó gặp vùng cản ở đường giao găm 129 ngày mà nó chưa vượt qua ngay được, cũng rất có thể sang năm tới thằng KBC nó sẽ tiếp cái đà nó đi lên và sinh ra cho chúng ta, tạo ra cho chúng ta những khoản lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhé. Hay kể cả những cổ phiếu như VGC, IDG thì nó cũng đang tạo cho chúng ta những cái nền giá khá là tích cực, và chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để tham gia, để đầu tư trong thời gian tới thôi anh chị em nhé. Hôm nay thì em có bảo anh chị em bán ra một chút để chúng ta lấy tiền sắm Tết. Đối với những cổ phiếu như thằng VCI, khi cổ phiếu này nó đã có những cái dấu hiệu nó chứng lại sau khi gặp với vùng cản ở cái vùng gap down ngày 26 tháng 9 và nó chưa lấp được cái gap này, nên hôm nay em có bảo anh chị em bán ra một chút để chúng ta lấy tiền tiêu Tết thôi. Nhưng còn nhìn chung những cổ phiếu này nó tiếp tục tạo nên cái xu hướng, còn thời gian tới nếu như mà những cổ phiếu này nó test lại về cái vùng EMA 9 ngày là vùng 28, thì em sẽ tiếp tục bảo anh chị em tìm kiếm những cơ hội để chúng ta tham gia, chúng ta mua lại những cổ phiếu như VCI hay kể cả những cổ phiếu như CTS. Khi mà thị trường ở thời điểm hiện tại nó vẫn tiếp tục là một cái xu hướng đi lên, chúng ta không phải sợ đâu. Nó có rũ thì có thể sẽ rũ trong một vài phiên rồi tạo cho chúng ta cái cơ hội để tham gia tiếp tục đầu tư trong năm Quý Mão thôi. Nhưng mà những cái khó khăn mình kỳ vọng là trong năm 2023 sẽ được giải quyết triệt để, từ những vấn đề về kinh tế đến những vấn đề khó khăn trong việc giải ngân hay việc mở room tín dụng cho năm 2023
đối với các doanh nghiệp ngân hàng, nó tạo lên những cái xu hướng tích cực để giúp cho nền kinh tế Việt Nam trong xuân Quý Mão, trong năm 2023 nó tiếp cái đà đi lên và tiếp tục hồi phục và chuẩn bị đón cái con sóng mới trong thời gian tới. Thì quan trọng là anh chị em có dám tham gia không hay không thôi. Nhưng mà thời gian vừa qua, anh chị em nào mà có mua cổ phiếu thì chắc hẳn là chúng ta đều sinh ra những cái khoản lợi nhuận, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, đúng không anh chị em? Ít thì những cổ phiếu thuộc dòng bất động sản, nhiều thì những cổ phiếu như PVC, những cổ phiếu như PVD 20-30%, hay những cổ phiếu như KSB hay HHV cũng có những khoản 20-30-40%. Nhưng quan trọng là anh chị em có chọn đúng cổ phiếu hay không thôi, hay có dám nhảy vào thị trường hay không thôi. Nhưng vẫn có rất nhiều Zoom ngoài kia cầm tiền nguyên một tháng trở lại đây, không dám mua cổ phiếu nào cả, và vẫn đang view thị trường nó tiếp tục nó giảm về vùng 800-900 hay vùng 600-700 trong tương lai. Nên cơ hội không phải dành cho tất cả nhà đầu tư trên thị trường, mà chỉ đến với những nhà đầu tư xứng đáng và dám chấp nhận rủi ro, đủ kinh nghiệm tham gia trên thị trường thì mới được cổ thương, chứ không phải là ai cũng được cổ thương, đúng không anh chị em? Thì nếu như mà anh chị em thấy cái quan điểm, thấy cái phương pháp đầu tư của em phù hợp thì có thể inbox cho em để tham gia vào Zoom khách hàng của em. Sang năm Quý Mão chúng ta tiếp tục thực chiến, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để đầu tư, để đem về những khoản lợi nhuận trong năm 2023 anh chị em nhé. Chúc một năm mới anh chị em, chúc anh chị sang năm tới đón thêm thật nhiều điều tích cực, có thêm nhiều vốn, đạt được những thành tựu trong công việc và cuộc sống, để chúng ta có thêm niềm tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đối với nền kinh tế Việt Nam anh chị em nhé.